Với Sabitzer, Manchester United không cần tơ tưởng về De Jong. Erik ten Hag muốn mang United mua Đức Marcel Sabitzer từ Bayern Munich. Một bằng chứng cho thấy tiền vệ người Áo rất phù hợp trong công cuộc xây dựng lại quỷ đỏ. Những điều chỉnh chiến thuật của huấn luyện viên chỉ phát huy sự hiệu quả nếu có con người phù hợp để vận hành. Trong chiến thắng 1-0 trước Brentford ở trận đá bù vòng 25 Premier League hôm 6 tháng 4, Marcus Rashford tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành, nhưng công đầu thuộc về Sabitzer, người đánh đầu kiến tạo cho số 10 dứt điểm. Ở trận đấu này, Sabitzer được chơi như số 10. Giá trị của Sabitzer. Một ngày sau chiến thắng trên sân Old Trafford, 90 Min đưa tin huấn luyện viên Ten Hag có quyết định cho Sabitzer muốn tiếp tục có sự phục vụ của tiền vệ người Áo. Không hề có sự vội vàng nào, chiến lược gia người Hà Lan biết mình đang làm gì. Ông hiểu rõ giá trị Sabitzer mang tới cho tuyến giữa. Suốt hè 2022, Frenkie de Jong trở thành cái tên liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhưng sau cùng, không có phi vụ nào được kích hoạt từ Manchester. De Jong chưa bao giờ mong muốn rời Barca, không coi Manchester United là điểm đến lý tưởng, để rồi mọi thứ đi vào ngõ cụt. Nhưng lúc này, Manchester United không cần phải tiếc nuối hay tơ tưởng về De Jong. Họ đã có Sabitzer, cầu thủ đa năng và đáp ứng được toan tính chiến thuật của Ten Hag. Những gì quỷ đỏ cần là sớm đàm phán với Bayern để mua Đức tiền vệ vào hè 2023. Ở sân Allianz Arena, Sabitzer được cho là không còn chỗ đứng. Khác De Jong, Sabitzer mang tới cho Manchester United nhiều giá trị. Anh chơi được ở những vị trí khác nhau, từ chạy cánh phải đến di chuyển vào trung tâm. Khi cần, tiền vệ người Áo có thể được đẩy sang trái hoặc nhô cao sau trung phong cắm. Sabitzer từng cho thấy sự đa năng khi còn chơi cho RB Leipzig. 135 lần đá trong vai trò cầu thủ chạy cánh phải, 90 lần chơi ở trung tâm, 57 lần đá như tiền vệ trái và 49 lần được xếp ngay sau tiền đạo là những thống kê cho thấy Sabitzer thuộc nhóm đá ở đâu cũng được, trên hàng tiền vệ. Với Sabitzer, Manchester United có hơn cả một tiền vệ chất lượng. Trong trận gặp Brentford, huấn luyện viên Ten Hag sửa sai chiến thuật so với trận thua Newcastle bằng cách đẩy Sabitzer lên đá ngay sau tiền đạo cắm Rashford, kéo Bruno Fernandes lùi sâu ở tuyến giữa. Lập tức, tiền vệ người Áo đáp lại sự tin tưởng bằng chất lượng trong cách chơi. Khả năng di chuyển không bóng của Sabitzer khiến hàng thủ Brentford bận rộn hơn. Họ giờ không chỉ có mỗi sự tập trung cho Rashford, mà thêm cả tiền vệ người Áo. Trên sân Old Trafford, Sabitzer chơi như số 10, người mang tới sự sáng tạo trong những đợt tấn công. Rashford ghi bàn mang về 3 điểm cho Manchester United. Nhưng Sabitzer lại được giới chuyên môn và người hâm mộ khen ngợi nhiều. Cựu danh thủ Ian Wright thốt lên, Sabitzer chơi quá hay. Cậu ấy có pha kiến tạo, cho Rashford ghi bàn, phóng viên, cũng như thực hiện nhiều pha di chuyển không bóng thông minh. Ông Ian Wright còn cho rằng chính Sabitzer tự biến Old Trafford thành sân khấu riêng với thứ bóng đá chất lượng. Tiền vệ này còn gợi mở cho huấn luyện viên Ten Hag ý tưởng mới trong cách triển khai bóng tấn công. Trong bối cảnh Bruno Fernandes bị bắt bài, Sabitzer có thể thay thế, sắm vai nhạc trưởng. Thậm chí, với Sabitzer trên sân, Manchester United có thêm mối đe dọa mới lên khung thành đối thủ. Đó là người có khả năng ghi bàn lẫn sáng tạo. Một chân sút xa tiềm năng. Cầu thủ sẵn sàng phá vỡ thế bế tắc bằng những cú dứt điểm ngoài vùng cấm, điều Sabitzer thường xuyên làm khi còn chơi tại Bundesliga. Tôi nghĩ rằng Sabitzer chơi hay hơn khi được đá nhô cao, ngay sau tiền đạo. Gặp Brentford là trận đấu hay nhất của tiền vệ này tới nay, người hâm mộ bình luận. Erik ten Hag biết mình đang làm gì. Những điều chỉnh của ông ấy về chiến thuật được cầu thủ vận hành rất tốt, tài khoản khác chia sẻ. Nhân tố phù hợp với Manchester United. Cuối tuần rồi, trong thất bại 0-2 của Manchester United trước Newcastle, Sabitzer được huấn luyện viên Ten Hag bố trí chơi lùi sâu như tiền vệ phòng ngự. Toàn tính này thất bại. Tiền vệ người Áo không đủ sức mạnh để trở thành máy quét ở giữa sân. Thực tế là anh chưa bao giờ được xem là cầu thủ giỏi việc phòng ngự. Trong bóng đá, điều quan trọng với huấn luyện viên là nhìn ra phẩm chất của cầu thủ và để họ chơi ở vị trí phù hợp, nơi bản thân bùng nổ nhất. Ten Hag sửa chữa sai lầm với Sabitzer, phóng viên, trong trận gặp Brentford, đối thủ không dễ chịu ở Premier League mùa này.
Sau cùng, ông thầy người Hà Lan đã thành công. Sabitzer giờ là nhân tố Manchester United cần, không phải De Jong. Trên MEN, nhà báo Daniel Murphy tin rằng Sabitzer mở nút thắt chuyển nhượng cho Manchester United. Lúc này, đội bóng cần những người phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Ten Hag. Trong đó, Sabitzer là nhân tố phù hợp cho câu lạc bộ. Đã tới lúc Manchester United thôi bị ám ảnh bởi việc có chữ ký của Frenkie De Jong. Manchester United cần sớm mua Đức Sabitzer, dù cho họ có mang về sân Old Trafford tiền vệ đẳng cấp khác hay không. Việc chiêu mộ tiền vệ người Áo cũng giúp huấn luyện viên Ten Hag có nhiều thời gian để giải quyết bài toán chuyển nhượng. Khi ấy, ông thầy người Hà Lan sẽ có nhiều thời gian để mua tiền đạo và hậu vệ cánh. Cuối tháng 2, người đại diện Roger Whitman của Sabitzer tiết lộ thân chủ cảm thấy rất hạnh phúc tại Anh. Ông nói, ở Manchester, chúng ta lại được thấy Max trong phiên bản Legit. Tôi rất mừng cho cậu ấy. Điều gì sẽ xảy ra trong hè này ư? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Với Manchester United, không có được chữ ký của De Jong chẳng phải thất bại to lớn. Giờ đây, Sabitzer mới là mảnh ghép đáng để Quỷ Đỏ dùng toàn sức để chiêu mộ.